một công hàm vô hiệu, bài viết của tác giả Mai Quốc Ấn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng giai đoạn 1955-1976 đã có một công hàm cho phía Trung Quốc vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 liên quan đến quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đưa ra làm cái cớ để trình lên Liên Hợp Quốc để khẳng định bá quyền nước này tại vùng quần đảo có chủ quyền của Việt Nam. Đây là một công hàm kỳ lạ, nói về tính pháp lý thì nó khá buồn cười. Tôi không rõ ông Phạm Văn Đồng khi ấy có chơi chữ hay không, hoặc đấy là một đảng ý, mang màu sắc bất hợp lý. Trước hết phải nói về quy phạm pháp luật cao nhất thời ấy là Hiến pháp năm 1946. Điều 4 Hiến pháp năm 1946 ghi rõ, mỗi công dân Việt Nam phải bảo vệ tổ quốc, tôn trọng Hiến pháp, tuân theo pháp luật. Theo thứ tự trong điều 4 thì công hàm năm 1958 không hề có giá trị về phần bảo vệ tổ quốc. Nghĩa là cũng vi hiến ngay tại phần tiếp theo là tôn trọng hiến pháp. Đã vi hiến thì không thể gọi công hàm này tuân theo pháp luật ở phần cuối cùng còn lại của Điều 4 Hiến pháp năm 1946. Mặt khác, quan hệ song phương cấp nhà nước hoàn toàn không có khái niệm đồng chí. Đó là khái niệm mang tính đảng giữa các đảng viên cộng sản thuộc khối cộng sản thế giới thời ấy. Trước Hiến pháp năm 1946, mọi đảng Ý cũng phải tuân thủ trên cơ sở quyền lợi quốc gia dân tộc. Sau này, dù có thay đổi hiến pháp để củng cố quyền lực đảng trị, thì cơ sở pháp lý ban đầu là không thể phủ nhận. Trừ khi Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay tuyên bố công hàm năm 1958 có hiệu lực, đồng thời chấn áp toàn dân Việt Nam bằng bạo lực để bảo vệ quan điểm ấy, điều này thì không có khả năng. Vậy thì việc cần làm nhất của đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội theo khoản 1, điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 2013, là thúc đẩy các đồng chí của mình trong bộ máy chính phủ tiến hành ngay một vụ kiện quốc tế để bảo vệ chủ quyền lãnh hải Hoàng Sa. Còn 3 năm nữa cho việc đó, và đã 47 năm rồi, các đảng viên qua từng thời kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang nợ nhân dân, nợ tổ quốc một hành động vì dân, vì nước, là kiện quốc tế đối với Trung Quốc, đòi lại Hoàng Sa, nhà nước cầm quyền hiện hữu cần có một văn bản chính thức gửi đến Liên Hợp Quốc khẳng định công hàm năm 1958 là vô giá trị. Hết thời hiệu khởi kiện đó là có tội lớn với dân tộc, với đất nước. Tội ấy căn cứ theo Điều 108 Bộ Luật Hình sự năm 2015 là tội nặng nhất quốc gia, tội phản bội tổ quốc. Bất kỳ đảng viên nào cũng là một công dân và hễ là công dân thì phải có trách nhiệm với quốc gia và không ngoại lệ về việc bị xử lý hình sự nếu phạm tội phản quốc nhà nước Việt Nam nói chung và hệ thống tư pháp Việt Nam nói riêng, với rất nhiều đảng viên đang nắm các vị trí trụ chốt và chiếm đa số bộ máy, dù không tiến hành xét xử các đồng chí của mình thì sẽ có lúc nhân dân Việt Nam thực hiện điều đó. Đây là dự báo và cũng là cảnh báo chính thức của tôi, công dân có quyền cử tri Mai Quốc Ấn. Duyệt lại giá trị pháp lý của công hàm Phạm Văn Đồng Đại dịch Vũ Hán đang tàn phá Trung Hoa lục địa và toàn thể nhân loại Tuy thế, tai họa này vẫn không làm giảm thiểu tham vọng bá quyền xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Việt Nam qua các hoạt động tập trận, xâm phạm lãnh hải và vùng kinh tế, cũng như hiếp đáp gây thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gần đây đã gửi 3 công hàm 30 tháng 3, mùng 10 tháng 4 và 14 tháng 4 cho Liên Hợp Quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Trung Quốc trả đũa bằng cách trưng ra công hàm của cố thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng, ký vào ngày 14 tháng 4 năm 1958 như là một biện minh cho chủ quyền Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Hầu đã phá toàn diện biện minh này của Trung Quốc, chúng ta cũng phải duyệt lại một lần nữa giá trị pháp lý của công hàm Phạm Văn Đồng. Tôi đã nêu ra lập luận này vào ngày 3 tháng 8 năm 2016. Nội dung của công hàm này là gì? Công hàm của Phạm Văn Đồng ký vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 gửi cho Chu Ân Lai, Tổng lý Quốc vụ Viện, Tương đương với thủ tướng Trung Quốc, nội dung như sau: Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ, chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày mùng 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Câu hỏi mà mọi công dân Việt Nam yêu nước luôn nêu ra là liệu công hàm Phạm Văn Đồng có giá trị pháp lý trước một pháp đình nghiêm chỉnh hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải qua một quá trình phân tích như sau. Trước hết, người cộng sản Việt Nam cho đến bây giờ vẫn luôn biện minh rằng công hàm này chưa từng nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa, vì thế không thể kết luận rằng công hàm xác nhận hai quần đảo này thuộc Trung Quốc. Tuy nhiên, người Trung Quốc sẽ phản biện rằng công hàm này tán thành tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Trung Quốc quyết định về hải phận 12 hải lý của họ. Tuyên bố của Trung Quốc ghi rõ Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này tuyên bố: Về rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi Đài Loan, tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. Hoàng Sa thì Trung Quốc gọi là Tây Sa, và Trường Sa thì Trung Quốc gọi là Nam Sa. Người cộng sản Việt Nam có thể lập luận rằng công hàm này chỉ giới hạn ở vấn đề hải phận 12 hải lý. Trong khi đó, người cộng sản Trung Quốc sẽ lập luận rằng, trong một văn kiện quan trọng như thế, nếu muốn giới hạn thì ông Phạm Văn Đồng đã ghi rõ rằng Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam. Khi Phạm Văn Đồng không làm điều đó thì đã chứng minh sự công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo này. Điểm thứ nhì cần phân tích là một văn kiện nhường chủ quyền của một thành phần máu huyết của Tổ quốc cho một ngoại bang như Trung Quốc, như công hàm này đã thông qua những thủ tục hiến định cần thiết hay chưa? Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần duyệt lại nội dung hiến pháp có hiệu lực vào thời điểm ông Phạm Văn Đồng ký công hàm. Người Cộng sản Việt Nam kinh qua nhiều hiến pháp khác nhau: Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Thời điểm ký phù hợp với Hiến pháp năm 1946 thì Hiến pháp năm 1959 chỉ được Quốc hội thông qua vào ngày 31 tháng 12 năm 1959 và ông Hồ Chí Minh công bố vào ngày 1 tháng 1 năm 1960. Khi phân tích Hiến pháp năm 1946 thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo Quốc hội chế. Quốc hội lúc đó gọi là Nghị viện Nhân dân và theo Điều 23 có trách nhiệm chuẩn y các biện pháp ước ký với nước ngoài. Theo điều 32, những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết nếu 2 phần 3 tổng số nghị viên đồng ý. Sau cùng, theo điều 49, chỉ có chủ tịch nước, tức là ông Hồ Chí Minh, mới có quyền ký hiệp ước với các nước. Trong Hiến pháp năm 1946, chức vụ thủ tướng hoàn toàn chịu sự lãnh đạo của chủ tịch nước và không có quyền ký một văn bản quan trọng liên hệ đến vận mệnh hoặc là chủ quyền quốc gia, ngay cả trong trường hợp ông Hồ Chí Minh đích thân ký công hàm này cũng không thể có hiệu lực vì nhân dân chưa có phúc quyết theo điều 32 và nghị viện nhân dân chưa chuẩn y. Dĩ nhiên cả hai ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và Bộ Chính trị lúc đó đều ý thức điều này. Nếu muốn công hàm có hiệu lực, họ phải khơi động các điều khoản hiến pháp liên hệ và thông qua những thủ tục hiến định. Sau đó đích thân ông Hồ Chí Minh, thừa ủy nhiệm của nghị viện nhân dân theo điều 49 hiến pháp ký vào công hàm. Tuy nhiên, một nhà lãnh đạo các đảng Cộng sản, kể cả là Cộng sản Trung Quốc, có thói quen coi thường hiến pháp. Thói quen này của họ vô hình chung trở thành một lợi điểm cho pháp lý cho chúng ta. Hai là cả Hồ Chí Minh lẫn Phạm Văn Đồng muốn lập lờ đánh lận con đen với cả Trung Quốc lẫn nhân dân Việt Nam, hầu nhận sự viện trợ của Trung Quốc. Dĩ nhiên Trung Quốc có thể vin vào Điều 27 của Công ước Vienna về luật các hiệp ước, quy định rằng một quốc gia không thể viện dẫn một luật nội địa để không thi hành một hiệp ước. Tuy nhiên điều 27 có thể bị điều 46 phủ quyết và điều 46 ghi rõ như sau: Một quốc gia không thể viện dẫn sự kiện rằng sự đồng ý của mình để bị ràng buộc bởi một hiệp ước đã được thể hiện qua sự vi phạm một điều khoản của luật nội địa liên hệ đến thẩm quyền ký kết hiệp ước như là yếu tố vô hiệu hóa sự đồng ý này, trừ khi sự vi phạm là hiển nhiên và liên hệ đến một quy luật nội tại có tầm mức quan trọng nền tảng. Hiến pháp năm 1946 là luật nền tảng và sự vi phạm nó là hiển nhiên và sẽ bị Điều 46 Công ước nêu trên chế tài và sẽ bị cho là vô hiệu lực. Đó là chưa kể lập luận của chúng ta sẽ là vì vi phạm những nguyên tắc căn bản nêu trên không có một hiệp ước nào được thành lập ngay từ khởi thủy, nhường Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc cả. Tức là lập luận của chúng ta sẽ vững chãi trên cả hai bình diện nêu trên và một bình diện quan trọng thứ ba. Một là không có hiệp ước công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc ngay từ đầu. Và hai là nếu có thì sẽ bị vô hiệu hóa chiếu theo điều 46 của Công ước Vienna nêu trên. Điểm thứ ba vô cùng quan trọng là vào thời điểm đó, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có cương thổ, quân đội, chủ quyền và pháp lý lẫn thực tế trên Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ và 87 quốc gia khác công nhận. Nếu Liên bang Viết không phủ quyết thì năm 1957 Việt Nam Cộng hòa đã trở thành một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Vì thế, Việt Nam Cộng hòa đã là thành viên của nhiều ủy ban của Liên Hợp Quốc. Bắc Việt, tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bị phần lớn các quốc gia tự do tẩy chay, chỉ được các nước cộng sản khác công nhận. Chính vì thế, khi thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký công hàm 1958, thì văn kiện này gặp trở ngại lớn lao về pháp lý. Đó là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như một quốc gia không có tư cách pháp lý, nhưng một phần lãnh thổ tức là Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền của một đệ nhị quốc gia là nước Việt Nam Cộng Hòa, trong một đệ tam quốc gia là nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực tại Tơ Hà Hà Lan, chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS trong cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, vô hiệu hóa đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc và giới hạn các quyền lợi liên hệ đến các quần thể trên biển Đông trong vòng hải phận 12 hải lý cũng là một án lệ quốc tế vô cùng thuận lợi cho Việt Nam. Với các lý do nêu trên, chúng ta có thể kết luận rằng trước một pháp đình có thẩm quyền nghiêm chỉnh, công hàm liên hệ đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng ký vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 sẽ không có giá trị pháp lý và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần phải đưa Trung Quốc ra tòa càng sớm càng tốt, hậu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam. Năm nay và một vài năm sắp tới sẽ là thời điểm mà uy tín trên chính trường cũng như vũ trường công pháp quốc tế của đảng cộng sản trung quốc suy yếu rõ rệt và sẽ là thời điểm tốt nhất để khởi kiện cộng sản trung quốc